biết là hỗ trợ mắt, nên là người sẽ không phân tích quá nhiều. Cái thứ tư nữa là hỗ trợ về điều trị những cái chứng liên quan đến viêm thấp khớp. Viêm thấp khớp là một dạng bệnh tự miễn mà bây giờ mọi người quan niệm rằng đây là một cái bệnh không thể nào điều trị được, là phải sống chung với nó cả đời, phải sống chung với nó cả đời. Nhưng thực tế thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng dinh dưỡng để cải thiện cái vấn đề về viêm thấp khớp đấy. Người ta đo được cái hàm lượng mức DHA, đó, mức DHA có trong cơ thể của một người bị bệnh viêm thấp khớp, tức là viêm khớp dạng thấp cũng vậy, về thấp khớp cũng vậy, thấp hơn nhiều so với một người bình thường. Đó, và cái vấn đề bệnh tự miễn này nó ảnh hưởng rất xấu đến các khớp và dẫn đến cái sự hủy hoại xương và sụn. Đó, và nó gây ra những cái ổ viêm nhiều, gây ra khó khăn trong cái việc di chuyển, thậm chí có những người còn bị gần như là bị liệt vì cái vấn đề thấp khớp này đấy ạ. Nó không phải là một vấn đề đơn giản đâu. DHA nó còn giúp giảm những cái chứng viêm, giảm sưng, giảm đau ở các khớp, ở những cái người bệnh viêm thấp khớp này. Và những cái nghiên cứu chỉ ra rằng những cái người mà đặc biệt là dân Nhật Bản ấy, hôm trước nghe tại sao mà lớn tuổi rồi họ vẫn đi rất đứng là thẳng đúng không? Người Nhật Bản họ sử dụng thực phẩm giàu cái hàm lượng DHA nhiều hơn so với nước khác, nên những cái tỷ lệ về bệnh về viêm thấp khớp hay bệnh về xương khớp rất là ít, nó họ ăn cá nhiều. Đó. Cái thứ năm nữa đấy là cải thiện trí nhớ. Cái thứ sáu là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Cái hàm lượng EPA và DHA ấy, trong cái omega 3 nó có tác dụng đấy là ức chế cái sự đông vón tiểu cầu, làm giảm và phòng ngừa hình thành các huyết khối. Huyết khối ở đây thì thường là sẽ thấy ở những cái người bệnh nhân là bệnh mạch vành, tim mạch hay là tiểu đường hay là mỡ máu đấy cả nhà nhé. Đồng thời thì nó sẽ giảm bớt cái lượng cholesterol hay là triglycerin, tức là một cái dạng chất béo mà nó là những cái chỉ số mà nó thường tăng cao khi mà cái chỉ số về triglycerin hay là cholesterol này tăng cao, thì nó gia tăng cái nguy cơ về tim mạch tai biến, bệnh mạch vành. Đó, tóm lại là những cái nguy cơ về bệnh tim mạch tổn hại, thì cái EPA và DHA này nó có khả năng khống chế, nó có khả năng làm giảm bớt những cái lượng cholesterol cũng như là triglycerin đó. Hay còn nói một cái cách đơn giản hiểu, dễ hiểu là omega 3 có tác dụng là chống viêm mạch, và nó còn có tác dụng là giảm cái tình trạng xơ vữa động mạch và phục hồi những cái người bệnh nhân tim mạch. Nó phục hồi, tăng cường hỗ trợ phục hồi. Đó là nằm ở cái thành phần EPA. Đấy, còn cái công dụng số 7 nữa đó là cải thiện cái trứng mụn trứng cá nhá. Đó, cái omega 3 này này uống rất là đẹp cho da, rất là tốt cho da nữa chứ không chỉ là tim mạch đâu. Đó, rất là tốt cho da, những người bị mụn trứng cá, những người bị khô da, những người bị viêm da. Đó, người có rất là nhiều những cái câu chuyện về những cái người mà bị viêm da đó mà sử dụng cái omega 3 này cải thiện cực kỳ tốt và gần như là khỏi, gần như khỏi. Cái số 8 nữa đấy là ngăn ngừa, làm giảm cái tình trạng những cái bệnh như là bệnh ung thư. Đó, một cái nghiên cứu của Italia của Ý đã chỉ ra rằng là nếu như mà bổ sung 2 gram dầu cá mỗi ngày trong 9 tuần đầu tiên liên tiếp của cái việc mà những cái người bị bệnh ấy, trong cái quá trình hóa trị của họ ấy, thì sẽ làm chậm cái sự phát triển khối u ở bệnh nhân là bị u trực tràng. Đó, chúng ta thấy không? Rất là tốt cho những cái người, thậm chí là một người bệnh mọi người nha, ung thư mà đang hóa trị chính là người bệnh đấy rồi đúng không ạ? Mà khi bổ sung omega 3 này vào làm giảm, tức là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đó, đây là nghiên cứu rõ ràng của Italia nhé, chứ không phải là đây là người tự nói đâu. Cái vấn đề này người không thể tự nói được. Rất là quan trọng đấy, thông tin quan trọng. Cái số 9 nữa là giảm cái triệu chứng hen suyễn. Đó. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em ăn nhiều cá, sử dụng những cái dinh dưỡng hàm lượng omega 3 thì rất có lợi cho quá trình chống hen suyễn. Và DHA thì được biết đến với cái tác dụng đấy là điều hòa quá trình viêm và giảm mức độ viêm. Do đó thì những cái trẻ em hoặc những người mà sử dụng DHA, có cái hàm lượng DHA cao, thì nó sẽ ngừa được cái chứng viêm đường hô hấp và giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Rất tốt trong dịch COVID này đúng không ạ? Chúng ta biết bệnh phổi là liên quan đến đường hô hấp. Đấy là lý do tại sao mà những bên bên Bộ Y tế người ta khuyên đó là gia tăng cái việc sử dụng omega 3 để ngừa, làm giảm cái tỷ lệ bị tử vong đó, khi mà lỡ không may mắc COVID đó. Và đương nhiên còn là phòng ngừa nữa mọi người ạ, chứ không chỉ là uống, lỡ tôi bệnh rồi tôi mới uống, không phải đâu, nó còn ngừa phải trước đó chứ. Còn bệnh rồi lúc đó mới bắt đầu uống thì có thể cái tỷ lệ ngừa đó nó cũng không được cao như những cái người sử dụng thường xuyên đúng không nào, nên hãy sử dụng nó thường xuyên.
Cái số 10 nữa đó là tăng cường khả năng miễn dịch. Đó, các nhà nghiên cứu quan sát thấy đó là những cái người mà sử dụng omega 3 này thường xuyên thì sẽ tăng cường cái tế bào lympho B, nó là một dạng tế bào bạch cầu, nó tế bào của hệ miễn dịch đấy mọi người nhá. Đó, đây là nghiên cứu. Chính vì thế nên người phải đọc là các nghiên cứu cho thấy, chứ người không nói là đây là người nói đúng không? Không phải. Cái này là nghiên cứu rất là rõ ràng đấy. Có những cái thông tin khoa học chúng ta có thể tự tìm thấy. Rồi DHA có trong omega 3 thì có tác dụng bảo vệ chống lại các bệnh, nhiều những cái bệnh mãn tính có liên quan đến rối loạn chức năng hệ miễn dịch này, viêm này, bao gồm tăng huyết áp, viêm khớp, xơ vữa động mạch, trầm cảm, có cả trầm cảm, đái tháo đường ở người lớn, hay là nhồi máu cơ tim, tăng huyết khối và một số những cái bệnh ung thư. Đó, và đặc biệt nó còn khả năng chống trầm cảm mọi người nhé. Chống trầm cảm. Thực ra xã hội hiện đại ngày nay rất là nhiều người mắc bệnh trầm cảm. Rất là nhiều người, đặc biệt phụ nữ mang thai, sau sinh, đúng không ạ? Hay là phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, hay những đứa trẻ trong giai đoạn đó là học hành thi cử căng thẳng, thậm chí trong gia đình nghỉ dịch ở nhà COVID lâu quá, đúng không ạ? Ở nhà đi ra ra vào vào trong nhà, không có được làm việc, không có được đi thể dục thể thao cũng gia tăng nguy cơ trầm cảm. Chính vì vậy việc sử dụng omega 3 này rất quan trọng, tăng đề kháng, ngừa những cái bệnh về về đường hô hấp và đặc biệt đó là chống trầm cảm. Rất nhiều gia đình bây giờ ở nhà rất là đông người không được đi làm. Chi phí gia đình thì eo hẹp nên dẫn đến cái tình trạng trầm cảm rất nhiều. Bởi vì thế là bổ sung omega 3 có lợi muôn đường đúng không ạ? Rất nhiều đường, đường nào cũng lợi cả. Nó nên là phải tăng cường cái sử dụng omega 3 này lên cả nhà nhé. Và cái hàm lượng omega 3 mà chúng ta đang sử dụng đây, 2 viên mỗi ngày đối với người lớn là hàm lượng tối thiểu. Hàm lượng tối thiểu thế nên chúng ta hoàn toàn có thể tăng cường, phụ thuộc vào cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta nữa. Tại sao Oriflame thường thiết kế với cái hàm lượng tối thiểu? Là bởi vì họ ưu tiên thêm cả những bữa ăn. Việc bổ sung dưỡng chất này nó chỉ chiếm khoảng 20% thôi, còn 70-80% đó là bữa ăn gia đình của chúng ta. Vì thế chúng ta phải nhìn vào mâm cơm bữa ăn gia đình hàng ngày của mình để mình cân đối cái lượng mà mình sử dụng mọi người nhé. Đương nhiên khuyến cáo đó là sử dụng đều đặn 2 viên mỗi ngày cũng đã là rất tốt rồi. Nhưng nếu trong một số trường hợp, thì Nguyệt vẫn khuyên dùng. Đương nhiên cái trường hợp đó là mình phải xét từng người một, chứ không phải khuyên cho tất cả mọi người nhé. Là chúng ta hoàn toàn có thể tăng lên, dù gì tăng lên, hoặc là nhỏ tuổi thì chúng ta sẽ giảm xuống. Đó, nên là giống như Wellness Kit vừa nãy có anh chị hỏi đấy, là có phải 2 ngày liên tục như vậy không? Không phải đâu ạ. Tùy từng thời điểm, tùy từng cái thể trạng của mỗi người, nhưng thể trạng chung đó là 2 viên một ngày. Được chưa ạ? Chúng ta lưu ý cái việc sử dụng như vậy. Đó là một vài những cái thông tin cơ bản để chúng ta thấy. Ví dụ như trẻ từ 6 đến 8 tuổi thì chúng cần bổ sung 800 mg omega 3 mỗi ngày. Đó, đấy, đúng không ạ? Trong này chỉ có 250 thôi. Chúng ta sẽ bổ sung một phần và chúng ta sẽ cho trẻ ăn uống một phần. 9 đến 13 tuổi khoảng đâu đó 1.000. Khoảng 1.000 đối với bé gái và khoảng 1.200, 1.300 trở lên đối với bé nam. 14 đến 18 tuổi thì cần 1.100 đối với bé gái và bé trai thì cần tới 1.600. À, tăng cường hơn ở nam giới, tăng cường hơn ở nam giới cả nhà nhá. Hay rồi là độ tuổi trưởng thành từ 16 tuổi trở lên thì nữ giới cần khoảng 1.100 và nam giới cần khoảng 1.600. Thai phụ thì cần 1.400 và cho con bú thì cần 1.300. Đó, vậy là hoàn toàn có thể tăng cường cái này lên và nhớ là quá trình ăn uống Nguyệt luôn luôn nhắc nhở mọi người. Cái việc mà chúng ta sử dụng dưỡng chất đã gọi là bổ sung có nghĩa là gì? Chúng ta phải cần ăn uống nữa. Nên cái sự khác nhau tại sao có một người viêm xoang 30 năm sử dụng omega 3 này cải thiện chỉ trong 3 hộp mà cải thiện đến 70%. Nhưng cũng có người viêm xoang, thậm chí viêm xoang chỉ 10 năm thôi, sử dụng đến 3 hộp, tại sao mới chỉ cảm nhận được một chút? Đó là gì ạ? Nó quyết định cả bữa ăn hàng ngày và môi trường sống của chúng ta nữa. Nên khi chúng ta sử dụng dinh dưỡng để bổ sung, chúng ta phải quan sát những cái yếu tố khác để gia tăng được sức khỏe của mình lên. Đừng đặt tất cả vào 2 cái viên omega 3 này. Nó chỉ là bổ sung thôi mọi người nhé. Chúng ta có quyền tăng lên hoặc chúng ta ăn uống hàng ngày, nhìn vào cái mâm cơm bữa ăn hàng ngày và nhìn vào cái môi trường sống của mình, nó sẽ quyết định thêm. Chúng ta hãy đọc những cái cuốn sách Bí mật học bị thất truyền, nó sẽ có cái phần đó rất chi tiết để cho chúng ta hiểu tại sao mà lại gọi cái từ đó là cơ địa của mỗi người. Thực ra cơ địa của mỗi người đó là cái bệnh nền của mọi người và cái quá trình ăn uống hàng ngày trong gia đình và môi trường sống của mọi người, nên người ta gọi là cơ địa, là hiểu chung nó là như vậy. Để giải thích tại sao mà một người, ôi sao cái chú kia 50 tuổi dùng 3 tháng mà giảm đến 70% cái xoang, thế tại sao em còn rất trẻ, đề kháng của em còn còn lớn hơn chú đấy mà tại sao em dùng 3 hộp rồi em mới cảm thấy 40-50% thôi.
là bởi vì cái vấn đề mà mình vừa chia sẻ cả nhà nhé. Nên hãy ghi cái điều này vào để chúng ta có thể biết được chia sẻ với những người thân xung quanh để họ đảm bảo được cả bữa ăn hàng ngày và môi trường sống nữa. Môi trường sống cực kỳ là quan trọng. Không khí và môi trường sống rất quan trọng. Hay bệnh nhân tiểu đường nhé mọi người này. Tim mạch, người mà đang tim mạch thì cần ít nhất nhá, người mà mắc bệnh tim mạch ít nhất, hãy nhớ từ ít nhất 1.000 mg. Đấy, 1.000 mg omega 3 mỗi ngày. Và người tiểu đường thì cần khoảng 2.000 trở lên. Tức là gì? Họ phải bổ sung nhiều hơn những người bình thường. Vậy 2 viên đối với họ là một liều thấp nhá. Nên là hãy chú ý quá trình ăn uống hoặc là những cái dưỡng chất trong rau củ quả, trái cây của mình để gia tăng cả nhà nhé. Đó là một vài những cái thông tin về khoa học, người ta gọi đây là thông tin khoa học. Thông tin không thể là mọi người có thể tìm thấy chi tiết, tìm thấy rất dễ dàng ở trên các trang về khoa học đời sống, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình sẽ chia sẻ một số những cái thông tin có thể mọi người chẳng thể tìm thấy ở đâu cả, hoặc nếu như ai đó chăm chỉ vẫn có thể tìm được thấy. Đó là một số những cái thông tin riêng, một số những cái thông tin riêng về cái sản phẩm này. Đó. Đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu là tại sao omega 3 của Oriflame có gì đặc biệt. Đó. Cái đầu tiên đó là cái viên dầu này, cái viên dầu cá ở trong này. Chúng ta có thể nhìn thấy cái vỏ bọc, đúng không ạ? Bên trong là dầu, dầu cá, một cái dạng dung dịch, bên ngoài là cái vỏ bọc. Thì cái vỏ bọc này nó là vỏ bọc galantin từ da cá mọi người ạ. Từ da cá, thay vì ở ngoài thị trường có rất là nhiều loại, nó sẽ làm bằng da bò hoặc da lợn. Thì như vậy cái tỷ lệ tinh khiết của nó là thấp, đúng không ạ? Còn đây là tỷ lệ tinh khiết cực kỳ cao, bởi vì đến cái vỏ của nó thôi cũng phải là từ da cá chứ không lấy từ da bò hay da lợn. Đương nhiên da bò, da lợn thì chi phí của nó sẽ thấp hơn, nhưng Oriflame thì ưu tiên sự tinh khiết và sức khỏe của mọi người hơn, ưu tiên cái sự uy tín hơn là cái vấn đề về kinh tế, đúng không ạ? Đó, nên là cái da người ta sẽ không làm bằng da bò, da lợn. Chúng ta nhìn thấy nó rất là trong, rất là tinh khiết. Có nhiều người hỏi là bác uống cái hộp viên nó to như thế kia còn chưa ăn thua, thì một cái viên của cháu nó bé như thế này thì nó thấm vào đâu, đúng không ạ? Thực ra người ta sử dụng dinh dưỡng, người ta sử dụng đó là sự tinh khiết, đó là sự người ta gọi là sạch ấy, đồ ăn sạch đấy, thức uống sạch ấy, chứ không phải là cái khối lượng của nó đâu, mà người ta phải dựa vào cái chất, không dựa vào khối lượng mọi người nhá. Nên là to hay nhỏ không quan trọng, bằng cái việc nó tinh khiết, nó chất lượng thế nào. Và cá mà để chiết ra cái dầu bên trong này, nó cũng phải là cá ở sâu đại dương và loài cá nhỏ. Loài cá nhỏ thì cái mức độ kim loại nó sẽ thấp, loài cá to ăn thịt thì mức độ kim loại của nó cao. Và cái điều đặc biệt quan trọng hơn, bây giờ thì cái mẫu này nó đổi rồi. Cái mẫu này nó là lấy là Anh, Vương quốc Anh. Nhưng mà trước đây chính xác là nó được chiết từ những cái loại cá mà ở vùng biển Iceland. Nó thuộc một phần của Anh, Iceland thì nó Vương quốc Anh, và một phần nó là của Iceland, đúng không ạ? Và cái cá đó nó là đánh bắt khai thác ở vùng biển Iceland. Chúng ta thấy tìm hiểu thấy Iceland là cái vùng biển xanh, là một hòn đảo ngọc, nó rất là sạch, nó rất là trong lành đó. Và cái loài cá được khai thác ở những vùng biển sạch như vậy, chứ không phải là một cái vùng biển khai thác đại khái, thì nó sẽ rất là nhiều kim loại, bởi vì do ô nhiễm môi trường, do những cái chất thải từ khu công nghiệp, đúng không ạ? Nhưng không, ở quần đảo Iceland nó gần như là quần đảo rất là sạch, cực kỳ sạch, và nó được mệnh danh là hòn đảo ngọc, hòn đảo xanh. Nó phủ kín, nó là màu xanh. Vì thế cái loài cá ở đây cũng rất là an toàn. Và cái đặc biệt hơn, nó có một tổ chức chính phủ được gọi Friend of the Sea. Nó có thể nhìn thấy cái biểu tượng của cánh buồm này chính là của Friend of the Sea này. Là một tổ chức phi chính phủ mà tất cả những công ty nào khai thác thủy hải sản đều mong muốn có được chứng nhận của cái tổ chức này. Bởi vì đây là tổ chức người ta đánh giá về quá trình khai thác ở những cái vùng biển sạch, cái quá trình chế biến phải đảm bảo được cái tiêu chuẩn cao. Đó, ngay cả những công ty thủy hải sản ở Việt Nam hay ở Trung Quốc, ở nhiều nước châu Á muốn xuất khẩu sang châu Âu, họ đều mong muốn có được cái giấy chứng nhận này. Họ đều mong muốn và họ làm mọi cách để làm sao mà cái sản phẩm của họ được chất lượng nhất để có thể đạt được cái chứng nhận này mọi người nhé. Chứng nhận rất là cao. Đó, tổ chức phi chính phủ, không có liên quan đến nhà nước nào hết. Họ đại diện cho người dân, họ đại diện cho người tiêu dùng. Họ lập nên một cái bên thứ ba để mà họ đánh giá những cái tiêu chuẩn về một cái sản phẩm tốt như vậy. Đó, và sản phẩm Oriflame thì đạt được cái tiêu chuẩn Friend of the Sea này, là một cái tổ chức rất là uy tín ở châu Âu. Đó, nên là chúng ta yên tâm khi chúng ta sử dụng một cái sản phẩm như vậy. Và nó cũng đương nhiên không chứa chất biến đổi gen. Nguyệt ưu tiên những cái sản phẩm không chứa chất biến đổi gen để cho con gái mình, cho bản thân mình và bố mẹ mình sử dụng. Đó, và cái sản phẩm này cũng đạt cái tiêu chí đó là không chứa chất biến đổi gen cả nhà nhé. Và một cái điều nữa, đó là cái sản phẩm này nó có là cái tem ba lớp. Cái tem ba lớp này này, chúng ta có thể bóc ở đây ra, chúng ta sẽ nhìn thấy.
Đó, đây này, ít ai để ý, nghĩ dán thế này thôi là thế này thôi, nhưng thực ra nó có tem 3 lớp. Đó, đấy, chúng ta để ý nhá, tem 3 lớp. Tức là gì? Một cái sản phẩm xuất đi nhiều nước, đi nhiều quốc gia uy tín, họ phải có những cái tem 3 lớp như thế này. Là chúng ta lưu ý, canxi cũng có này, tạo cũng có này. Đó, những cái dạng hộp như này. Và một cái điều nữa là các bạn hỏi là sao mà cái hộp này sao màu nó đục, trông nó rất xấu xấu kiểu gì. Nhưng thực ra đây là một loại nhựa cực tốt. Loại nhựa cực tốt để tránh thứ nhất là không khí vào, và thứ hai là ánh sáng chiếu. Thì cái nhựa này là nhựa cực tốt nhé. Nhiều bạn nói, ôi sao cái nhựa này sao nó không trong hả chị? Sao em mua ở ngoài tiệm là cái hộp nó phải màu trắng? Xin lỗi, nhựa trắng là cái nhựa không có tốt, không có tốt bằng. Đó. Được. Đó, chúng ta phải lưu ý đến cả cái hộp nhựa đây là nó cũng phải khác biệt, đúng không? Đấy là lý do tại sao mà mình lựa chọn, là mình cũng phải nhìn cái hộp mình phải biết. Đó, đấy là một vài, đúng rồi, nhựa tốt và tránh ánh sáng và chịu nhiệt. Chịu nhiệt đó để làm sao đảm bảo được cái chất lượng ở bên trong, để nó không bị ảnh hưởng bởi môi trường. Có nhiều họ vận chuyển mà, họ vận chuyển giữa các kho, họ vận chuyển từ bên châu Âu về, nên là đương nhiên họ phải đảm bảo cái điều đấy, chứ không phải so sánh với mấy cái hộp nhựa màu trắng tinh xong nói là à trắng thì chắc đẹp. Không phải giống như ngày hôm qua chúng ta học, gạo chưa chắc trắng tinh mà đã tốt bằng gạo hơi đục đục đâu, đúng không? Đó, nên là không phải cái gì quá trắng cũng là tốt, đúng không? Nên là phải có những cái thứ mà chúng ta phải để ý. Ok, đấy là một vài những cái thông tin mà người chia sẻ với mọi người, và hãy ghi nhớ trong cái thời điểm này hai cái sản phẩm này là vô cùng quan trọng cho cái việc phòng dịch mọi người nhé. Thông tin như thế nào thì chúng ta vừa được tìm hiểu rồi đấy. Phòng ngừa dịch cực kỳ là quan trọng. Omega 3 còn làm giảm nguy cơ tử vong. Đúng không? Wellness kit thì thế nào ạ? Tăng đề kháng ở trẻ. Và virus bây giờ cái gì là quan trọng nhất đối với mà có thể phòng chống được con virus bây giờ? Chỉ là sức đề kháng của chúng ta thôi. Đó, tiêm phòng thì chưa được tiêm. Đúng không ạ? Trong vòng thì chưa có thuốc để tiêm, chỉ có một số bộ phận thôi. Rồi thuốc thì chưa có. Chúng ta có thấy cái hình ảnh đấy, nó thực sự là vào trong những cái người ta gọi là cái gì? Cái khu vực người ta dựng nên để mà đón cái người bệnh ấy, chỉ người nào nặng thì mới được đi. Đó, nên là chúng ta phải thấy là còn phải tự cách ly ở nhà, nếu không có sức đề kháng thì thực sự rất là nói chung nguy hiểm đấy. Đúng không? Nên chúng ta phải phòng chống dù là chưa trong vùng dịch nhá. Có nhiều anh chị bảo ui chỗ chị vẫn bình thường, vẫn đi chợ thoải mái em ạ. Nhưng mà thực sự dịch nó đến bất cứ lúc nào. Có thể đang đang ở trong cái chợ rất đông, rất vui, đang ngồi ăn với nhau đấy rất vui, nhưng biết đâu ông đấy lại có ông F1, F0 ở đấy không hề biết luôn. Đúng không ạ? Nên là phải phòng trước chứ không phải chờ đến F0 rồi mới bắt đầu nhao nhao đi mua. Đúng không ạ? Nhao nhao đi uống thì thực sự lúc đấy nó cũng không còn được như là an tâm nữa, đúng không ạ? Hãy an tâm trước. Nên là bây giờ có về omega 3 thì người biết có rất là nhiều câu chuyện hay. Thì nhường gần chỗ hốt cho bà chợ Yên để bà chợ có thể cùng với mọi người chia sẻ thêm. Đó. Cảm ơn Phạm Nguyệt rất là nhiều với những thông tin thú vị, và chúng ta cũng biết rằng cái sản phẩm omega 3 của Reflame ấy được chiết xuất từ loại cá nhỏ, và chúng ta biết là cái hàm lượng gọi là omega 3 trong cái cá nhỏ là nó rất là ít, mà Reflame lại chọn cá nhỏ. Điều đó muốn nói nên điều gì? Chắc chắn là một cái điều chi phí nó rất là lớn, chi phí lớn hơn rất nhiều so với cá lớn, đúng không? Chỉ một cái điều mà Olfem để ý đó là sự an toàn tối đa, bởi vì cái cá lớn ấy, thường nó nặn ở vùng nước sâu và nó chứa rất nhiều kim loại nặng. Mà anh chị học về hóa học, anh chị biết kim loại nặng sẽ là làm đông tụ protein trong cơ thể chúng ta, và nó là tiềm tàng, nó là nguyên nhân gây ra các gốc tự do rất là lớn. Đấy. Thế thì cái này là một cái điểm mà chúng ta biết là từ những cái nhỏ nhỏ đó Olfem cũng thể cái tiêu chuẩn cao, hay là cái da của omega 3, cái vỏ của omega 3 đó là từ da cá, cao cấp hơn rất nhiều so với da bò và da lợn, đúng không? Da bò, da lợn nhiều khi người ta vứt đi đường đây ấy. Đấy. Ok, thì đấy là những cái thông tin sơ qua để chúng ta có thể tự tin với sản phẩm Omega 3 cũng như Galaxy kit của Phim. Vậy thì hôm nay có rất nhiều anh chị muốn chia sẻ, và chúng ta sẽ giao lưu với bạn đầu tiên. Xin mời Diệu Linh. Chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện Omega 3 đã cải thiện điều gì cho bạn đấy. Xin chào cả nhà. Xin chào mọi người, mình là Linh, 28 tuổi. Mình hiện nay đang ở Hà Nội và em cũng xin chia sẻ một câu chuyện liên quan vấn đề về mắt của em. Và ngày xưa thì em cận từ năm học lớp 10, có nghĩa là năm 2009. Thì sau 4 năm trải qua cái việc thi đại học, học đại học vân vân, thì đến lúc mà em bị cận nặng nhất, đấy chính là hơn 4 độ. Thì lúc đấy cũng đeo kính khá là dày rồi mọi người nhé, và thường xuyên phải đi thay kính, bởi vì khi mà mắt mình tăng độ cận lên ý, thì cảm giác là không đeo được kính cũ nữa. Đấy thì đầu năm 2017 thì mắt của em là thường xuyên nhức mỏi và không thể nhìn được điện thoại quá khoảng tầm 5 phút. Đấy, điện thoại máy tính là không nhìn được. Đấy, rồi sau đấy thì em cũng đã từng ra hiệu thuốc để hỏi và mua rất nhiều cái loại thuốc nhỏ mắt, cũng là những cái dòng rất là uy tín mọi người nhá, cũng là của Anh, của Đức, của Mỹ đàng hoàng đấy ạ. Thế nhưng mà khi mà nhỏ ấy thì nó chỉ cải thiện lúc đấy thôi.
và khoảng 1 đến 2 ngày hôm sau lại bị nhức trở lại, và cái tình trạng nhức là nó còn nặng hơn mọi người nhé, nặng hơn. Và khi mà em tìm hiểu và được biết đến cái sản phẩm này là cái sản phẩm omega 3 của Oriflame rất là tốt cho mắt đấy ạ. Đấy thì em đã dùng, và sau khi mà em dùng ngày đầu tiên mọi người nhé, dùng ngày đầu tiên đấy thì em đã thấy là cải thiện cũng kha khá, và dùng 3 ngày liên tục mỗi ngày 2 viên thì em thấy là khỏi hẳn cái tình trạng nhức mỏi mắt luôn. Và khi mà em tìm hiểu dùng tiếp để bảo vệ mắt của mình, và rất là hay là đến cái hôm tình cờ là trời rất mưa, em đi từ thành phố Bắc Ninh về Hà Nội đấy, thì lúc đấy thì là trời mưa mọi người nhé, thì mọi người biết đeo kính mà đi trời mưa rất là khổ đấy, nó cứ bám hết cả cái nước mưa vào kính không nhìn thấy được, thì bắt buộc là phải bỏ kính ra. Và hôm đấy là mùa đông cũng hơi lạnh, là em nhét luôn vào cái túi áo khoác của mình luôn đấy, luồn tay qua áo mưa nhét vào túi áo khoác. Thì khi mà lên đến Hà Nội thì em mới biết được rằng là kính rơi mà mình không biết. Thế là lúc đấy là em bắt buộc phải đi cắt lại kính, bởi vì nghĩ rằng là mắt mình là bắt buộc là phải sống cùng với kính rồi, không có kính là không làm ăn được gì. Thế là bác sĩ lại phải đo lại cái độ cận cho mình. Thì khi mà đo thì em rất là bất ngờ, bởi vì bác bảo là mỗi bên 1 độ, trong khi ngày xưa ấy là mình vẫn đang sống chung với cái kính hơn 4 độ mọi người nhé, vẫn đang là đeo là hơn 4 độ. Là đo lại lần thứ 2, tại vì mình cũng không tin đâu. Thế thì khi đấy bác sĩ bảo là chính xác, độ cận bây giờ chỉ là hơn 1 độ thôi, thì có cắt kính không. Thế lúc đấy em nghĩ là ồ, mình cũng ăn uống rất là bình thường thôi, mình nghĩ là trong quá trình mình ăn nó cũng không có đủ chất đâu. Thế chỉ có một cái điều thay đổi, đấy chỉ là dùng thêm cái sản phẩm omega 3 này mọi người nhé. Chỉ duy nhất cái điều thay đổi là cái điều này thôi. Thì cái đấy em nghĩ là giảm được tận gần 3 độ, nghĩa là 4 độ giảm xuống còn hơn 1 độ. Thì giảm được gần 3 độ như vậy thì tại sao mình không tập để cho mắt của mình nó tự điều tiết. Em dùng đến hộp thứ 3 anh ạ, đến hộp thứ 3 thôi ạ. Thứ 3, một khoảng 3 tháng à? Vâng ạ. Khoảng 3 tháng, đều đặn luôn ạ. Nó cũng dùng, tại vì lúc đấy là mắt rất là nhức mỏi rồi. Và đấy thì dùng rất là đều mọi người nhá, bắt buộc là phải dùng đều. Và khi đấy thì em tập cho mắt của em, nó ban đầu nó cũng không quen đâu ạ, nó cũng chưa thực sự là bỏ được kính đâu. Thế sau rồi mình cứ điều tiết dần, và mình có những cái bài tập, ví dụ khi thi thoảng mình xoa tay này, mình úp vào mắt để cho cái hơi ấm ấy, nó làm dịu cái mắt mình. Hoặc là mình cũng không có nhìn điện thoại hoặc máy tính quá là lâu, và cứ duy trì omega 3 như vậy mọi người. Đến bây giờ thì em bỏ hẳn kính rồi. Nghĩa là khi mình đi lái xe này, mình nhìn điện thoại máy tính, mình đọc sách, hoàn toàn không phải dùng đến kính cận nữa. Đấy thì hồi cấp 3 của em mà đến bây giờ có hỏi là có đi mù mắt hay không, mà tại sao mắt bây giờ nhìn như mắt bình thường. Bình thường mọi người mà đeo kính cận hơn 4 độ mà khi bỏ ra nó rất là dại đấy. Nghĩa là mình đeo đã lâu ấy. Đấy thì nhưng mà em cảm thấy là mắt của em đến bây giờ nó rất là tuyệt vời luôn. Mà trong khi công việc kinh doanh của mình thì thường xuyên phải định vị máy tính. Và một câu chuyện rất là đáng nghĩa ra là nó phải tăng độ cận. Lẽ ra là phải tăng độ cận bởi vì thường xuyên là việc máy tính, nhưng từ 4 độ lại giảm xuống hơn 1 độ chỉ sau có 3 tháng. Rất là cảm ơn Linh, một câu chuyện, một minh chứng thật người. Và đó là cái câu chuyện mà chúng ta có thể thấy là những người bị cận thì nên biết tới omega 3. Và chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện tiếp theo đến từ bạn Phan Thị Hằng, Phạm Thị Hằng mọi người nhé, Phùng Thị Hằng, xin mời bạn Phùng Thị Hằng. Và rồi bạn Vân Hồng chốt nhé, bởi vì rất là nhiều bạn muốn chia sẻ, tuy nhiên thời gian có hạn. Xin mời Phùng Thị Hằng. Hằng có kết nối được nhỉ? Cho mọi người bật mic đi. Hằng ơi bật mic nhá, anh vừa cho phép rồi đấy. Dạ vâng. Xin chào phó trợ Tân Yên. Chào cả nhà. Mình xin tự giới thiệu, mình là Phụng Thị Hằng, sinh năm 1989 và mình đến từ Hải Dương. Hôm nay mình cũng rất vinh dự là được chia sẻ sản phẩm omega 3 của Oriflame đến với mọi người. Thì câu chuyện của mình là mẹ chồng thì thực ra thì là trước khi chưa sử dụng sản phẩm này thì bà thường xuyên, vì bà năm nay 66 tuổi rồi, sức khỏe của bà cũng tương đối là yếu và bà cũng cao tuổi, thế nên là bà rất hay bị ở quê mình thường gọi là hay bị đom đóm bay quanh mắt ấy. Và khi bà xem tivi thì là cứ có những dòng chữ thì nó chạy ở bên dưới màn hình tivi đấy, là bà sẽ không nhìn được và không đọc được dòng chữ nhỏ ở bên dưới đấy. Thế nhưng tìm hiểu về sản phẩm omega 3 thì mình thấy là nó rất là tốt, nên là mình cũng đã lấy về cho bà để trải nghiệm. Thì rất vui, là thực ra là cũng chỉ nghĩ là thôi thì thấy sản phẩm nó tốt thì cứ lấy về dùng trước đã.
cũng chẳng để ý gì. Thế nhưng mà sau khi lấy về cho bà uống được 2 hộp thì hôm xưa bà mới khoe là bây giờ mẹ hết hẳn cái tình trạng là đom đóm bay quanh mắt, thế còn giờ mẹ đọc cho mày xem. Thế là bà nằm ở võng, cách tivi cũng khá là xa, thế mà những dòng chữ nhỏ ở bên dưới là bà đọc được hết. Và bà bảo là thế hôm nào tiện thì mày lấy cho mẹ mấy hộp nữa nhá, chứ mẹ uống giờ mẹ đọc được chữ rồi. Nên là thực sự là mình thấy cũng rất là vui, vì là cái tầm tuổi của bà như vậy, 66 tuổi rồi cũng không phải là ít, vậy mà bà cải thiện được chỉ sau 2 hộp. Và hôm mà cải thiện được như vậy nên là mình cũng thấy rất là vui, và thực sự là mình rất tin tưởng và yêu sản phẩm Omega 3. Nên là mọi người cứ tự tin và chia sẻ sản phẩm Omega 3 nhé. Yes, rất là tuyệt vời, một sản phẩm Omega 3 để hỗ trợ cho mắt của người mẹ của mình, người mẹ của mình. Và ai yêu mẹ thì hãy mang Omega 3 đến cho mẹ của mình. Ai mong muốn những người mẹ của nước Việt Nam mắt luôn sáng để có thể nhìn được mọi thứ rõ ràng, thì chúng ta hãy lan tỏa Omega 3 tới những người mẹ của chúng ta, những người mẹ của những người bạn của chúng ta, những người mẹ của những người bạn của bạn của bạn của chúng ta. Ok, và chúng ta sẽ giao lưu với một bạn nữa, là một người làm việc trong lĩnh vực y. Xin mời bạn Vân Hồng, một câu chuyện liên quan đến Omega 3 cũng rất là tuyệt vời. Hello, xin chào cả nhà, em là Vân Hồng đến từ Hà Nội. Ngày hôm nay thì em cũng xin phép được chia sẻ cái câu chuyện Omega 3. Thực ra thì em có 2 câu chuyện Omega 3 cơ. Câu chuyện thứ nhất thì cũng liên quan đến độ cận của em cũng được giảm xuống, thì có câu chuyện của Diệu Linh rồi. Thì em sẽ xin chia sẻ là câu chuyện thứ hai, câu chuyện quan đến mẹ của em. Thế thì mẹ của em thì sinh năm 1962, và mẹ của em thì có 2 chị gái và 1 em gái, tức là em ở quê em thì gọi là già và dì đấy. Thì ở quê thì mọi người thường nhà các già các dì thì hay nuôi gà nuôi vịt, và trong cái chuồng gà chuồng vịt thì có một cái con nó bé xíu xíu, gọi là ở quê em thì gọi là cái con bọ mạt. Cái con đấy nó rất là ngứa. Và một hôm buổi chiều thì mẹ em ra nhà rừng ngoài già chơi. Nhà ngoài già thì có một cái trang trại để nuôi vịt đấy. Thì già mới từ trong chuồng vịt đi ra, thì bắt đầu tay của già là dính rất là nhiều những cái con đấy luôn. Thế thì già thì không nhìn thấy gì luôn, nhưng mà mắt mẹ em rất là tinh. Mẹ em bảo ui tay tay chị toàn những cái con này, chị phải đi tắm đi hay là các thứ. Lấy tay gọi là giết lấy giết để con đấy luôn để cho đỡ ngứa. Rồi còn dặn già là chị đừng có bế cháu không có vào, cháu ngứa phải tội nó lắm. Đấy thì sau đấy thì lúc đấy là có 2 già ở đấy chơi. Thì sau rồi các già mới bảo là ô sao mắt gì vẫn tinh thế, mắt tao chả nhìn thấy cái gì. Thì sau đấy thì bắt đầu mẹ em mới kể là em dùng cái sản phẩm bổ sung của cháu Hồng nó gửi về cho, thì trong đấy có cái dầu cá omega 3 nên là trộm vía mắt của em rất là sáng. Trong khi các già các dì của em ở quê thì có người là phải đi mổ, gọi là đi cắt cái mộng mắt để nhìn cho nó tinh hơn ấy. Rồi có những người thì là mắt là kèm nhèm mà không nhìn thấy gì, không đọc được chữ. Trong khi mẹ em thì mắt vẫn rất là tinh, thậm chí là vẫn rất là gọi là sâu kim các thứ là vẫn còn rất là tốt này. Rồi nhìn xa tivi mà vẫn đọc chữ rất là tốt luôn. Thực sự là qua cái câu chuyện đấy thì mẹ em đã giúp cho em lan tỏa được wellness tới 2 già và 1 dì. Và các già các dì thì không chỉ dùng omega 3 không mà còn dùng cả combo wellness nữa. Nên là thực sự là vô cùng biết ơn cái omega 3 đã giúp em có thể là tự tin trong cái việc là lan tỏa wellness đến chăm sóc sức khỏe cho những cái người thân yêu họ hàng ruột thịt nhất của mình ở quê. Mà có thể là nếu như mình không chia sẻ cho mẹ mình những cái câu gọi là không chia sẻ, không gửi wellness về cho mẹ dùng, thì có thể mẹ cũng không có cái cảm nhận đấy. Để mà có từ một cái câu chuyện rất là vô tình như thế thôi đã giúp các già các dì tin tưởng và chủ động liên hệ với em trong cái việc là mua wellness rất là nhiều. Đó thì đấy là cái câu chuyện em xin phép được chia sẻ rất là nhanh. Cảm ơn cả nhà mình đã cùng lắng nghe. Cảm ơn bà Trợ Yên đã cho em lên sóng buổi tối hôm nay. Tuyệt vời, rất là cảm ơn Vân Hồng với câu chuyện, với những câu chuyện rất là chân thực. Đó anh chị ạ, rất nhiều người mẹ, mẹ của chúng ta chắc chắn đã ít nhiều thiếu chất dinh dưỡng ít nhiều, và cái mắt cũng đã bị mờ đi rồi. Tuổi già đó là chuyện sẽ gặp phải. Và nếu yêu thương bố mẹ của chúng ta, mong rằng họ luôn có một gọi là một đôi mắt thật là sáng. Và chúng ta biết là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nếu yêu thương bố mẹ của chúng ta thì hãy mang omega 3 tới những người mẹ của mình.